Bài khởi động bắt đầu, hai tay trống hông, các bạn xoay cổ cho cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, ra hai tay nào các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay cả cánh tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay eo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đầu gối nào, hai tay để trên, hai tay các con để trên đầu gối nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Xoay cổ tay cổ chân không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổ chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ép dọc nào. Bước chân trái lên trên một bước. Hai tay đặt lên, hai tay chồng lên nhau này, đặt lên trên đùi trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay người qua bên đây, đổ bên nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay qua luôn. Các bạn hạ gối chân trái xuống ép ngang cái chân trái ấy các bạn. Hướng năm đầu chân lên trần nhà cho cô nhé. Rồi bàn tay này đặt lên trên đùi. Ép xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Sau đây cô Ngà sẽ hướng dẫn các bạn ôn húng bắt bóng bằng hai tay nhé. Đầu tiên chúng ta đứng ở trong tư thế chuẩn bị này. Bước hai cái chân của mình bằng vai. Hai tay nắm một quả bóng. Và cái quả bóng này các con có thể dùng quả bóng lớn hơn cũng được nhé. Rồi dùng hai tay tung quả bóng lên. Chiều cao từ dưới bàn tay lên quả bóng khoảng từ 30-50cm các bạn nhé. Và nhớ chú ý là chúng ta sẽ tâng bóng thẳng hướng lên cao, hạn chế để nó đi xéo hoặc là đi xa quá ra trước thì mình sẽ khó chụp lại. Lúc đó thì các con sẽ phải di chuyển theo quả bóng để chụp quả bóng lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện lại một lần nữa nào. 1, tung lên. 2, chú ý bóng thẳng hướng. 3, 4, nếu mà quả bóng mình tung lên nó đi xa mình quá, các con hãy di chuyển theo bóng để chụp bóng lại nhé. Và tiếp theo là ôn tung bắt bóng bằng một tay. Chúng ta chỉ dùng một bàn tay để chúng ta tung bóng, nhưng khi chụp bóng các con hãy dùng cả hai bàn tay của mình nhé. Rồi, bây giờ các con theo dõi cô Ngà thực hiện này. Dùng một bàn tay để tung quả bóng lên. Từ dưới lên trên thì khoảng 30-50cm. Sau đó mình dùng hai bàn tay mình chụp bóng lại. Và các con nhớ chú ý tập cho động tác của mình sao cho quả bóng nó đi lên cao thẳng hướng, được chưa nào? Đó mới chính là cái mục tiêu của bài học này. Chúng ta thực hiện lại nhé. Sau đây cô Ngà sẽ hướng dẫn cả lớp mình ôn lại động tác nhảy dây chụm hai chân các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cô Ngà thực hiện trước một lần.
Sau đây cô Ngà sẽ hướng dẫn chi tiết nhé. Thì trong động tác nhảy dây trụm hai chân gồm có 3 bước. Bước thứ nhất đó là các bạn so dây. Thì cái bước so dây này để giúp chúng ta xem coi là sợi dây đó có phù hợp với chiều cao của mình hay không. Các con dùng một bàn chân trái hoặc một bàn chân phải đặt vào giữa sợi dây. Sau đó là nắm hai sợi dây thẳng lên cao. Nếu sợi dây mà cao ngang bằng vai của mình như thế này là vừa. Còn nếu mà sợi dây đi ngang qua đầu hoặc thấp hơn vai thì là không vừa các bạn nhé. Và bước thứ hai là trao dây. Thật ra ở bước này nếu như nhà bạn nào mà quá hẹp chúng ta có thể bỏ qua bước này cũng được các bạn nhé. Chúng ta chỉ tiến hành bước số 1 và bước số 3. Bước số 3 là chúng ta sẽ nhảy dây. Rồi chúng ta sang bước số 3 là mình sẽ sử dụng lực từ cái trỏ tay cho đến bàn tay của mình để xoay sợi dây. Và chủ yếu là chúng ta dùng lực ở cổ tay. Và chúng ta tuyệt đối là không được xoay cả cái bả vai của mình như thế trong khi nhảy dây các bạn nhé. Như thế sẽ làm cho vai của mình rất là mỏi đấy các bạn. Rồi chúng ta sẽ ép hai cái trỏ tay vào hai bên hông như thế này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xoay dây từ sau ra đằng trước. Và khi nhảy dây thì nó cũng có một số cái lỗi sai cơ bản. Lỗi sai thứ nhất đó là chúng ta xoay cả cái bả vai khi nhảy dây. Bây giờ các con nhìn cô thực hiện động tác sai này. Đó. Nếu thực hiện như này chúng ta sẽ không nhảy được lâu mà cơ thể của mình rất là dễ bị té ngã đấy các bạn. Được chưa? Lỗi sai thứ hai là chúng ta nhảy chúng ta co gối quá cao. Các con thấy không? Động tác này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái xương sống của mình rất là nhiều. Có nhiều bạn nhảy dây xong kêu cô ơi con đau lưng quá là bởi vì chúng ta nhảy co gối quá nhiều đấy các bạn. Được chưa? Và khi nhảy dây, bàn chân của mình nhảy lên cao so với mặt đất khoảng 3 đến 5cm thôi các bạn nhé. Hoặc là 5 đến 10cm thôi. Đừng nhảy quá cao. Các bạn nhìn cô này. Cái bàn chân cô Ngà rời khỏi sàn chỉ khoảng từ 3cm thôi các bạn. Và tuyệt đối không được để cả bàn chân chạm sàn. Như vậy nó sẽ rất là đau xương sống của mình. Bây giờ các con nhìn cô Ngà thực hiện lại một lần nữa nhé. Và khi nhảy dây các bạn cũng lưu ý là khi chúng ta nhảy lên á, các con duỗi thẳng gối. Còn khi mà xuống bàn chân chạm sàn thì chúng ta cũng hạ thấp gối xuống một chút xíu để nó làm giảm áp lực lên cái đầu gối của mình các bạn nhé. Và các con lưu ý là hít thở đều khi nhảy dây. Như vậy là cô Ngà đã hướng dẫn xong động tác rồi. Về nhà các bạn thực hiện lại nhé.